chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Châm cứu nóng bằng nhang ngải cứu Việt Nam của tác giả Trần Hữu Thành và Trương Thị Ánh Nhung. Như chúng ta đã biết là trong diện trần thì chúng ta sử dụng điếu ngải cứu rất là nhiều, đúng nào? Tuy nhiên thì trước giờ mình vẫn đi tìm là chưa có một cái cuốn sách nào hướng dẫn một cách bài bản và sâu nhất, chi tiết nhất về cuốn ngải cứu. Thì nhân một cái cơ may là mình được một người bạn tặng cho cuốn sách này. Thì mình sẽ cùng đọc và mình gửi tới các bạn để cùng chia sẻ kiến thức với mọi người. Thì mình rất thú vị khi mà đọc cái cuốn sách này, mình hiểu sâu thêm về cái điếu ngải cứu nó như thế nào. Phần 1 là lý thuyết, là lịch sử công dụng của lá ngải cứu này, giới thiệu cái nhà ngải cứu Việt Nam này, phần thực hành hình dáng này, các phương pháp đốt cứu chỉ định và chống chỉ định này, cách lấy huyệt này, rồi phần 3 các phép dưỡng sinh này, lên các huyệt như thế nào, rồi phương pháp tra huyệt đốt ngải cứu Việt Nam là chữa theo các bệnh nhức đầu, bệnh ở mặt, bệnh ở mắt, bệnh ở mũi, bệnh ở tai này, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ở cổ, ở vai và lưng, ở ngực bụng này, nói chung bệnh toàn thân. Đấy, cũng hướng dẫn khá là nhiều loại bệnh nhé các bạn ạ. Đấy, hướng dẫn ở đây rất là nhiều, khoảng 6-70 loại bệnh ở đây. Rồi, nhiều lắm, cả sang bên này, bộ phận sinh dục, hậu môn, ngoài da, đấy, thì có hướng dẫn hết. Cái cuốn này nó rất hay ở cái là mình mì ăn liền mình có thể ăn ngay được. Mình đau cái gì mình cứ trả ở đây, sau đó cần hơi những huyệt gì mình mở sách đến trang đấy và mình hơ. Mình rất thích cái phần này, nó rất nhanh. Ngay phần đầu cuốn sách tác giả có giới thiệu các loại nhang, nhang đại, nhang trung và nhang tiểu. Đây là loại nhang trung nhé các bạn nhé. Nhang đại to bằng ngón tay cái, nhang trung bằng đây là ngón này, nhang tiểu thì bằng điếu thuốc lá thôi. Đó. Thế thì cái loại nhang đại là mình hay hơ trên thân người. Đấy. Loại nhang trung này thì mình hơ ở các bộ phận ở chân tay, rồi loại tiểu mình hay hơi trên mặt. Ở đây tác giả có giải thích là ngải là gì. Ngải có nghĩa là cắt, cứu có nghĩa là đốt. Đấy. Ngải cứu có nghĩa là để có thể cắt được mọi bệnh tật, dù để nó bao lâu cũng vẫn tốt. Vì thế người ta dùng chữ ngải mà đặt tên cho nó. Công năng chính của ngải cứu là gì? Là ngải cứu vỏ nát rồi cất kỹ, dùng làm mồi để đốt cứu, tác dụng cắt cơn đau và chữa khỏi trăm thứ bệnh khác. Ngải cứu khô đốt thành lửa để cứu thời khí rót vào trong, hái đem phơi nắng cho khô, cất kỹ càng lâu càng tốt. Ngải cứu còn là một vị thuốc uống chữa được các chứng đau nhức, giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái và thông thoáng được chỗ bế tắc. Nó quét tước rửa sạch được những chỗ ứ huyệt đọng trệ và điều trị và rút ngắn thời gian điều trị. Nhang ngải cứu có thể điều trị được những bệnh gì? Nhang ngải cứu là một phương pháp điều trị hữu hiệu các loại bệnh thông thường và đặc biệt một số bệnh kinh niên mãn tính mà các phương pháp khác bó tay. Đó. Đốt cứu bằng nhang ngải cứu là châm cứu nóng đúng không? Đó. Khi đốt cứu ngải cứu cháy đỏ lên sức nóng khoảng bao nhiêu độ? Mình đố các bạn, nó bao nhiêu độ? À, cái này thì ít người đoán được lắm các bạn ạ. Các bạn thử nhầm trong đầu xem khi đốt nóng điếu ngải cứu này nó bao nhiêu độ. Các bạn thường hay trả lời là 100 độ, trong lớp học mình hay nghe vậy. Nhưng thực tế gì? Nó khoảng 500-600 độ các bạn ạ. Nó rất là nóng đấy. Và thuộc thành phần tia hồng ngoại trong đáy quang phổ. Ngải cứu xuất phát đầu tiên tại đâu và hiện đang phát triển sang phương Tây như thế nào? Đó là những cái câu hỏi như này. Cứu huyệt trí âm giúp thai nhi quay đầu đúng vị trí đúng không? Đốt bằng sức nóng tiểu ngoại như thế nào? Ưu và khuyết điểm ra sao? Thì đây là những câu hỏi mà trong sách có đề cập. Đó. Thì chương 1 này, chúng ta đi vào chương 1. Lịch sử và công dụng lá ngải cứu, khái niệm về ngải cứu liệu pháp. Thì đây thì cuốn sách có trình bày đi về cái lịch sử nó hình thành điếu ngải cứu như thế nào. Rồi giới thiệu về cây nhang ngải cứu Việt Nam. Rồi phần này là phần thực hành các bạn này. Phần thực hành này hướng dẫn là cách hơ ngải như thế nào. Có bao nhiêu cách hơ ngải. Ví dụ hơ nóng, cứu nóng trực tiếp này, cứu nóng gián tiếp, cứu cách gừng, cứu cách tỏi. Giải thích rất là kỹ phương pháp cứu bổ thế nào, cứu tả như nào, phương pháp xoay tròn như nào. Mỗi một cái việc hơ ngải cứu thôi mình tưởng là đơn giản, chỉ cầm cái cây điếu ngải cứu này hơ. Nhưng ai có nghĩ rằng nó có rất nhiều gì ạ, rất nhiều kỹ thuật như vậy. Và mình đọc cuốn này mình hiểu sâu về điếu ngải cứu và mình sẽ tăng cao cái hiệu quả điều trị cho mình hơn. Ví dụ khi nào cần tả, khi nào cần bổ, chỉ định và chống chỉ định. Đố các bạn biết thì chống chỉ định điếu ngải cứu là như nào, không nên đốt cho các chứng bệnh gì, những người nào mình không được đốt điếu ngải cứu thì trong này có trình bày. Đó. Rồi ví dụ châm mà bị bỏng thì phải làm sao. Rồi trong cái phần tiếp theo này, cách xác định huyệt và cách lấy huyệt như thế nào, trong này có hướng dẫn hết. Và những cái huyệt nào rất là quan trọng, trọng yếu và cần bồi bổ cho cơ thể thì ở đây có trình bày. Đấy, thì cách hơi như nào, hơi trong bao lâu có hết. Rồi trong sách này còn hướng dẫn là cách đi tìm
các huyệt quan trọng mà hay dùng, có cả hình vẽ rất là chi tiết. Đó thì ở đây các bạn vừa học được cách gì ạ? Hơ ngải cứu, vừa học được cách tìm huyệt, vừa học được các huyệt mà mình hay dùng. Rồi tiếp theo trong cái chương 3 này thì có trình bày các phép dưỡng sinh. Đó, dưỡng sinh ví dụ muốn cha mẹ đời đời sống lâu với mình thì hơ huyệt túc tam lý, cách xác định như nào, ở đây có hướng dẫn. Rồi trong này có hẳn một bài viết là hun cứu ở huyệt túc tam lý để phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Đấy. Rồi tiếp theo khí hải quan nguyên, trong này vẽ rất rõ các bạn này, mà chữ to rõ. Phép dưỡng sinh cứu huyệt cao hoang du, rồi phong môn, trung quản. Đó. Rồi tiếp theo phương pháp tra huyệt đốt cứu tại Việt Nam, thông tất bất thống, thống tất bất thông, nhức đầu. Phần này là phần rất hay các bạn này. Ví dụ bây giờ các bạn nhức đầu thì các bạn phải cứu ở những huyệt nào? Ngoài diễn trần các bạn thì đã làm diễn trần đã biết rồi, nhưng mà mình có thể phối hợp đúng không ạ? Mình phối hợp với đông y, mình kết hợp vào càng tốt đúng không nào? Mình phối hợp vào để đẩy nhanh cái kết quả điều trị cho bệnh nhân. Tất cả mọi con đường đều đến thành đôm, mình biết cách nào mình hay cách đó đúng không ạ? Đấy, mình phối hợp vào. Ví dụ nhức giữa đỉnh đầu thì làm thế nào? Đó, hơ vào vị trí nào trong này? Hơ vào huyệt nào? Có trình bày. Nhức phía trước đầu là nhức đầu do não sung huyết này. Rồi mắt đỏ nhức, rồi mắt sưng ngứa, rất nhiều chứng bệnh được trình bày ở đây. Đó, rất nhiều đây. Bệnh ở vai lưng, bệnh ở cổ, bệnh ở ngực bụng. Rồi các thứ bệnh khác rất nhiều đây các bạn. Đó, bệnh thời tiết rất là nhiều. Đấy, rồi cách tra huyệt theo mẫu tự ABC. Đấy, rồi vị trí tác dụng huyệt chủ trị như thế nào. Rồi tra theo các phần chữ cái. Có hết ở đây. Mỏi bắp chân có hai huyệt ủy trung cô lôn hơ vào, vậy là xong. Rồi nhức âm hộ hơ vào huyệt nào, có ngay hình vẽ dưới. Tức là nó rất là hay. Nếu mà các bạn mà tự học hay là tự nghiên cứu thì nó rất mất thời gian các bạn ạ. Và mình sẽ đi phải chấp nối rất nhiều cuốn sách vào để tìm tác dụng của huyệt, sau đó mình làm. Ở cái này chỉ cần một điếu ngải cứu và mình theo cuốn sách mình làm. Thế thì cái điếu ngải cứu này ạ, thì trong cuốn sách giới thiệu thì đây là nó hình dáng như vậy các bạn ạ. Thì đi theo nó thì bên mình cũng đang có một cái khay tắt inox như này. Các bạn đốt thì các bạn đề phòng cháy nổ. Thì đốt xong các bạn cắm vào đây là tự nó tắt, lần sau lại dùng, không có lên dập nước nhá. Thì khi mà hơ thì trong sách có hướng dẫn là nếu nóng quá các bạn lấy tay các bạn đè lên. Nhưng sau mình thấy khi đè này này thì dễ bị lây bệnh từ bệnh nhân, thì mình hướng dẫn mọi người là cầm cái này lăn. Lăn thì giải tỏa bớt cái nóng, đồng thời lăn cho nó đều lên, tăng cao cái hiệu quả của hơ ngải cứu. Xong hơ, bệnh nhân nóng quá lại lăn. Cứ hơ như thế khoảng 3 lần liên tiếp, sau đó mình lại hơ sang vị trí khác. Đó. Rồi nếu mà tự hơ những cái huyệt đằng sau lưng ấy, thì bên mình cũng có những cái ống hơ như này. Đó, mình có điếu ngải cứu này, mình rút ra, sau đó mình xiên vào, sau đó mình đưa vào đây. Đó, sau đó là các bạn đốt. Đốt sau đó là các bạn có thể hơ được ra sau lưng. Thì cái này nó có cái cữ này, cữ nó giữ mình không bị bỏng. Thỉnh thoảng nóng quá, nhiều than rồi mình có thể đập để cho nó rơi cái tàn ra ngoài. Đó là những cái đồ mà mình hay dùng kết hợp với cuốn sách này để mình hướng dẫn cho các học viên. Ok, như vậy mình vừa trình bày xong về cái cuốn Châm cứu nóng bằng nhang ngải cứu Việt Nam của tác giả Trần Hữu Thành và Trương Thị Ánh Nhung. Điếu ngải cứu được áp dụng trong diện trần và các phương pháp của đông y không dùng thuốc rất là nhiều. Chúc các bạn là sẽ ứng dụng thật hiệu quả và thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.